Chào mừng các bạn đến với khóa học Academy Amazon, tạo dựng nguồn thu nhập thụ động trên Internet. Mình là Quốc Anh, với nhiều năm kinh nghiệm làm MMO. Và hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái công việc khá là thú vị, tự do và sáng tạo. Có thể bạn dành khoảng 2 giờ mỗi ngày cho cái công việc thiết kế và làm các loại sách tiềm năng để mà bán trên Amazon và tạo ra nguồn thu nhập lợi nhuận mà bạn không cần đầu tư vào nhiều vốn hay là tiền bạc trong việc là chạy quảng cáo marketing. Trong cái khóa học Academy Amazon này, Quốc Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết từng bước với cái quy trình hoàn chỉnh để mà xuất bản sách lên trên Academy Amazon với những kinh nghiệm của mình, và chia sẻ cho các bạn cái tip xây dựng cái kênh social media để bán sách free traffic ở trên những cái kênh đấy. Và đặc biệt trong cái khóa học này, mình áp dụng cái công cụ AI như là Midjourney, ChatGPT và các công cụ khác mà mình đã từng làm rất là nhanh để giúp các bạn làm sách nhanh nhất và tăng hiệu quả tốt nhất có thể. Đối tượng để tham gia khóa học này là ai? Mình đã cố gắng thiết kế tinh gọn một cái khóa học để dành cho tất cả những ai yêu thích về việc làm sách và bán sách trên Amazon, tạo cho mình công việc part time, bán thời gian để kiếm tiền thụ động. Để bắt đầu công việc, bạn cần phải chuẩn bị những cái gì? Đăng ký một tài khoản ngân hàng quốc tế Money, Pingpong để nhận tiền Amazon. Và mình có để đường link đăng ký ở phía dưới phần mô tả video này. Và bây giờ các bạn muốn đồng hành trong cái chương trình khóa học Academy Amazon cùng Quốc Anh thì các bạn click vào cái link đăng ký ở dưới video này và các bạn xem chi tiết về khóa học.